cảm thấy da của mình nó săn chắc hơn nhiều, cái cơ mặt của mình nó thõn lên, đặc biệt là hai cái cung xương chân mày á, mình cảm thấy nó cao lên. Trước khi làm thì cái mí mắt của mình khi mình có tuổi á thì cái mí nó hơi đổ sụp, bây giờ cảm thấy là săn chắc. Thường rất là khó tính, tại vì chăm sóc da mình cũng có nhiều cái khái niệm và nhiều cái kinh nghiệm về việc chăm sóc làn da của mình, cho nên khi mà Tường chọn một cái công nghệ gì, đương nhiên cái đó phải đảm bảo an toàn cho mình và có hiệu quả. Công nghệ anh therapy này chị em phụ nữ nào còn trẻ đó thì mình nên làm để duy trì cái tuổi thanh xuân của mình. Nếu chị em nào mà hơi có tuổi như Tường chút xíu á, hoặc là lớn hơn Tường chút xíu nữa thì mình phải làm, bởi vì công nghệ anh therapy nó còn giúp cho tăng sinh collagen, nó làm nâng cơ và săn chắc cái cơ mặt của mình.